Universe thì hiện tại tới năm thứ hôm nay là năm thứ năm, và mình đa số là làm công việc về outsourcing cho thị trường Hàn Quốc và global. Mục tiêu của năm nay thì mình sẽ có thể chuyển qua phát triển game và có thêm vào mảng lập trình nữa. Thì mình có cái hệ thống studio phát triển ở Hàn Quốc, và ở Việt Nam thì mình hiện tại chỉ có studio là outsourcing về graphic thôi. Thì hy vọng là sắp tới thì mình có thể sẽ làm một công ty phát triển game luôn ở Việt Nam. Sau buổi tham quan ngày hôm nay thì em cảm thấy là em học hỏi được ở nhiều và nghe được nhiều kiến thức hơn. Tại vì em cảm thấy là môi trường làm việc ở đây khá là thân thiện và mọi người khá là giỏi để em có thể học hỏi được nhiều. Vậy là em thích chất khâu tham quan nơi sản xuất khá là đẹp và rộng rãi, nhìn năng động. Trong thời gian gần nhất thì em sẽ cố gắng để có thể trau dồi kinh nghiệm và cố gắng apply vào công ty của mình. Sau khi tốt nghiệp thì em sẽ thử sức mình vào ngành thiết kế 3D như thế này, bởi vì em khá là thích và cũng khá tìm hiểu khá nhiều. Và các bạn trẻ thì luôn có một cái thời điểm gọi là thời điểm vàng để phát triển sự nghiệp. Cái đó là cái thói quen khi mà mình bắt đầu công việc mới. Qua trao đổi vừa rồi và cũng nhìn thấy được các bạn rất là năng động và trẻ, thì cái sức trẻ là cái điều mà Quang Universe rất là cần, và rất là mong muốn có thể có những cái cơ hội để hợp tác chung với các bạn và trở thành đồng nghiệp sau này.